con người không thể cảm nhận cho những cái gì của Chúa. Tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha. Con là Maria, anh chị chống 42 tuổi ở Nghệ An. Con được ơn Chúa là vì cuộc chiến tay của chị ở trong Hồng Tàu gửi đây cho mẹ con. Và tặng 12 đầy mẹ năm của anh chị. Mẹ con nói là nghe đây cái Cha bóng mà được nhiều người bệnh, con bệnh nhiều nữa thì con vô một chiếc mà nghe. Thì con nói trong lòng con hỏi lần này con là nói con làm được tình trạng đông như Cha rồi nha. Con còn nói được 3 ngày sau mẹ nói mình mua đi chiếc đài mà nghe 200 rồi. Nhưng con nói mẹ mua ở mỗi lần mới cho con chiếc. Triều mẹ con lại mua cho con một chiếc 200 rồi đấy, hai người con đi gửi tiền cho mẹ con. Rồi con nghe đài đi, con nghe những bài giảng của những người 80 tuổi mà nhận được. Là con nghe được lòng thương xót Chúa. Năm ngoái là con người làm từ thiện của những người ra mà đứng tích tùy mà con cũng khó khăn thì con cùng đến một năm ngoái con vào đấy 45 thì con tạ ơn Chúa là con bị bệnh ú máu trong gan, nhân sơ thì cũng ú năng cũng trừng tiểu đường lệch đề đềm thoại hồi gạt khớp. Nhưng mà con tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện từ cái ấy như con tiểu đường con đi cột sầu trăm năm con các bệnh khả đi. Từ bây giờ con không uống thuốc nữa mà bệnh con đã hoàn toàn khỏi. Amen. 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 Đây tôi gửi tặng cho chị trên máy 365 bài giảng. Mới đầu chị nhất định chị không nghe, cho dù người ta có không nghe rồi chú cũng làm cho người ta phải nghe, không muốn nghe rồi cũng phải nghe, không thèm nghe rồi cũng phải nghe, không chịu nghe rồi cũng phải nghe. Nhớ Chúa có chương trình của Chúa. Đây là máy 365 bài giảng và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Và đây là cuốn sách và để biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa và làm tuần kiểu nhật ký lòng thương xót Chúa từ thứ sáu tuần thánh đến chủ nhật thứ hai phục sinh. Năm nay là 8/4 đại lễ lòng Chúa thương xót. Con là người gì? Con là người đứa chẳng lấy người đứng chân. Con có đạo không? Con có đạo nhưng mà chẳng lấy người đứng chân không có đạo. Rồi. Tưởng con là người đứng chân chứ. Rồi, mời hai mẹ con đi đây.